Tỉnh nghèo Sóc Trăng chi 42.000 Mỹ Kim để lắp camera cho nhà riêng của 16 viên chức đứng đầu. Tin đến từ Sóc Trăng, ngày 30 tháng 9 năm 2019, báo Vietnamnet đưa tin Sóc Trăng, một tỉnh nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long đã chi 982 triệu đồng, tức là khoảng 42.000 Mỹ Kim, từ ngân sách tỉnh để lắp camera bảo vệ cho nhà riêng của 16 viên chức đứng đầu địa phương theo quyết định ban hành bởi Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng, thì chi phí trung bình để lắp camera trên mỗi nhà riêng của một cựu viên chức là hơn 61 triệu đồng. Những viên chức này thuộc Ban Thường vụ tỉnh ủy, cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Cầm quyền tỉnh Sóc Trăng. Không rõ mỗi nhà riêng được lắp bao nhiêu camera, nhưng nếu chỉ lắp một camera thì đây là một dấu hỏi lớn vì giá mỗi một camera trên thị trường chỉ là 1 triệu đến 2 triệu một chiếc. Nhiều công dân mạng đã phản đối việc sử dụng tiền ngân sách địa phương để trang bị camera cho 16 viên chức đầu tỉnh. Các quý vị theo họ thì viên chức phải tự bỏ tiền chi trả cho việc này. Đại biểu Quốc hội Cộng sản Lưu Bình à, những cũng cho đây là một hình thức đặc quyền đặc lợi. Sóc Trăng là một tỉnh nghèo. Năm 2018 tỉnh thu phí thuế được khoảng 3.700 tỷ đồng, trong khi chi gần 9.800 tỷ đồng vào khoảng bội chi cho ngân sách trung ương hỗ trợ. Tỉnh này cũng có nhiều vụ tai tiếng điển hình là việc trịnh sướng, sản xuất và bán một khối lượng lớn xăng không đủ tiêu chuẩn làm bốc cháy phương tiện giao thông trong nhiều năm qua mà không bị phát hiện. Mấy tháng trước, thì Hồ Thị Cẩm Đào, trưởng đoàn đại biểu quốc hội đã bị tỉnh kỷ luật vì tổ chức đám cưới cho con trong nhiều ngày liền với hàng nghìn khách đến dự. Tình trạng tham nhũng đặc quyền đặc lợi mang tính hệ thống ở khắp Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản độc quyền cai trị từ năm 1975 đến nay.